quý vị và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Phương Thanh tiết lộ quá khứ bị bạn thân chơi xấu, bất chấp dùng cả chất kích dục hãm hại. Bạn chơi thân đâm mới nhanh chết, thân rồi dàn cảnh đưa mình vào chồng để điều khiển, ly gián các mối quan hệ xung quanh theo ý đồ của họ. Ngoài nhà đất, công việc, tiền bạc, tâm linh ảo, thì dùng chất kích dục chơi xấu nữa, Phương Thanh tiết lộ. Mới đây Phương Thanh đăng đàn công khai về góc khuất đời tư. Theo đó, chị Chanh tiết lộ câu chuyện bị bạn thân đâm sau lưng từ 10 năm trước. Giọng ca giả từ dĩ vãng, không chỉ bị dàn cảnh đưa vào chồng mà còn bị bạn thân ly gián các mối quan hệ từ nhà đất, công việc, tiền bạc, tâm linh và thậm chí còn dùng chất kích dục chơi xấu. Người suýt bị liên đới được Phương Thanh liệt kê tên là Ivan Dragon, bạn nhảy của cô tại cuộc thi bước nhảy Hoàng Vũ 2012. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã may mắn thoát khỏi. Bạn chơi thân, đâm mới nhanh chết. Bữa nào livestream tâm sự cho cả nhà nghe việc những người bạn, anh chị em chơi thân, thân rồi dàn cảnh tùm lum đưa mình vào chồng điều khiển, ly gián các mối quan hệ xung quanh theo ý đồ của họ. Nhà đất, công việc, tiền bạc, tâm linh ảo và có cả cách dùng chất kích dục chơi xấu nữa nhé. May mà Chanh không bị dính đáy, bước nhảy Hoàng Vũ có dính tới Ivan Grancon để kể cho mọi người biết mà đề phòng. Hai chữ chơi thân khủng khiếp, Phương Thanh kể. Theo lời nữ ca sĩ, dù người này có lên kế hoạch kỹ tới đâu cũng không thể qua mắt mình, chỉ là cô không muốn nói ra. Không gì qua mắt Chanh được, chỉ là Chanh không thèm nói thôi, nhưng Chanh để ý xem họ có thay đổi không, không sám hối Chanh cho đi luôn. Sau 10 năm trải qua nhiều biến cố, Phương Thanh giờ đây chiêm nghiệm, xung quanh chúng ta người tốt chỉ tính bằng cách thật tâm. Tính tình người ta diễn giải được hết nha, chứ đừng tin tưởng bất cứ ai toàn tâm, ai còn hiện hữu là thiện duyên, ai không còn trong mối quan hệ thân thiết coi như hết duyên. Tiết lộ của Phương Thanh về góc khuất đời tư đã nhận được nhiều chia sẻ của mọi người. Trò chuyện với bạn bè, nữ ca sĩ nói thêm, cái vụ họ dùng thuốc kích dục rất bí mật, được ly gián nhân duyên và được bàn bạc với nhau rất kỹ lưỡng. Họ đọc chia sẻ này cũng không hiểu tại sao Chanh biết, số Chanh gặp nhiều sự mưu tính lắm, nhưng chẳng có mưu sự nào thành, do mệnh Chanh cũng ổn nên bạc cái nghiệp đi được. Qua đây Phương Thanh cũng nhắn nhủ mọi người nên làm nhiều việc thiện tạo phúc để tránh được những điều không hay ho do kẻ xấu mang lại. Đời này nhiều người bày ra nhiều cạm bẫy cho mình lắm, mình phải thực sự là chính mình mới tránh được những điều khiển của người khác. Nhưng duyên không tốt là do mình giao du không kỹ. Nhưng cái quả xấu họ không tạo cho ta được là do phúc mình có và mạnh nên đẩy được quả xấu kia ra. Tất cả do phúc chi phối, đức năng thắng số, cứ tạo phúc mà đỡ các thể loại nhân không lành. Chanh học nhiều bài học đắt giá lắm rồi, nên có cái nhìn về tâm địa con người sâu thẳm, viết trước cho mọi người biết để quan tâm rồi Chanh mới kể. Rút kinh nghiệm hay lắm mọi người ơi. Cuối cùng sống với nhau vẫn là tâm thiện, chứ không phải thân hay không thân nữa.